huống mà tình huống mà quyết đang có đó cho mình đó là đó là con cai sơ con cây sơ thuộc về chọc lóc cọc qua điền dành cho bên phía anh chưa thì cả hai bên đường đều là ok lubu và zuka một kèo có một đôi chút lợi thế dành cho lubu nhưng nếu zuka làm tốt ở trong những pha bắt thì mọi chuyện đều có thể xảy ra nhưng với trận đấu này thì về mặt con người, về mặt kỹ năng thì tem thiếu nhì vẫn được đánh giá cao hơn một bậc so với đó là ngũ đại bút bẩn. Và chúng ta cùng chờ xem DK khi sẽ làm gì với trận đấu này. Như vậy là DK khi sẽ cho mình đó là Igi. Ở ngày thi đấu trước đó thì Igi của DK khi không phải là cục tạ di động mà đó là đầu bưu đầu bò đầu đầu bò Tôi đã quên mất cái tên đấy rồi. Và trong trận đấu này thì Mr. Báo sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Mr. Báo nếu như giành được trận đấu này sẽ có thể càn đẩy lui bất kể một vị tướng nào bên phía đó là thiếu nhỉ. Một trận đấu mà Mr. Báo sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Và Hazate trong tay là FP Tú Bà cũng sẽ phải làm được điều gì đó. Ở trong trận đấu trước đó thì Tú Bà không đóng góp được quá nhiều. Và trận đấu của chúng ta đã bắt đầu. Acela Kaleuke Acela OK có nghĩa là trận đấu đã bắt đầu Đó là tiếng Tây tiếng Tàu Như vậy là đường giữa sẽ là khi để đối đầu với Tai Hoa Mì. Đường rừng đó là Thiên Cày Thuê và Mr. Bao Đường trên đó là Phương Bú Quỳnh À nhầm Phương Ti Quy và Quyết Tập Yêu Mina Lilo được vừa có một tình huống đánh tốt đến từ vị trí của Lily Đã kéo được con bùa xanh ra nó câu kéo cho Thiên Cú To À Thiên Cày Thuê không thể nào mà ăn bùa nhanh được chọc 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 ở kèo đấu giữa esu và hat thì chọc đang sẽ là dễ thở hơn như vậy là con rơi này sẽ thuộc về bên phía ngũ đại rồi năm cục cất rơi được nhường cho quyết năm cục cất rơi tương ứng với 50 vàng ở thời điểm này thì con rơi nó không còn quá quan trọng nên việc ăn từ bùa xanh qua bùa đỏ để bỏ rơi như vòng rừng của thiên nghệ thuê cũng không có quá gì điều gì đó là bất ngờ quỳnh cục đang đánh rất cao với con bài đó là tài chỉ nhưng đừng nên nhờn với đó là thôi bỏ mẹ rồi chết rồi như tôi vừa nhắc xong tôi vừa nhắc xong thì quỳnh cục đã phải nằm xuống như tôi đã nói thì không được nhờn với một đội hình mà nó quá mạnh ở giai đoạn đầu game như quy xg hay thậm chí là mi nha nên nhớ mi nha cũng là vị tướng rất khó chịu còn ở đường trên thì vì tư quy ở đâu phương bú quỳnh ở à nhầm Phương Thi Quỳ đang mệt mỏi với quyết tập yêu Một kèo đấu mà Phương Thi Quỳ có lẽ là dễ chơi Nhưng tôi đang không hiểu tại sao Mina vừa phải nằm xuống Nhưng đây là tình huống mà Tài Họa Mì đang gặp nguy hiểm rồi Mr. Bao Mr. Bao à không tôi nhầm đây là Mr. Bao Mr. Bao Mr. Bao bị hút lại bởi chung cuối Tài Họa Mì Có quy cục ở đây nhưng con rồng nó đang ra Trọng đang núp lùm một lúc cách rất phải đợi là điếm thôi Hình như Tú Bà đã biết rằng Trọng ở đây không như vậy là không biết tình này cái pha này không biết nhỉ? Chọc phải đại phải phải đi bỏ về rồi. Một cú quẹt vào vị trí của cục Quỳnh cục. Quỳnh cục còn được biệt danh đó là Cục Quỳnh. Biệt danh do thầy giáo Hạc đặt ra, Cục Quỳnh. Cục Quỳnh đánh rất cao nhưng bây giờ vẫn là level 3. Mặc dù đã mất con rồng rồi nhưng họ đã ăn được hai con rơi, lượng vàng vẫn đang là cân kèo. Ở đường dưới thì có lẽ là sẽ hơi khó khăn dành cho Tu Ba. Tu Ba đang rất khó khăn khi phải phàm tận ở trong trụ đường trên thì lu ba bu trong tay phương bú win không phương tư quỷ phương tư quỷ đang muốn chơi vào vị trí của thức quyết tập yêu như tôi nói thì kèo đấu này thì có lẽ là lu bu sẽ dễ chơi hơn so với Duka rất nhiều vừa rồi thì đê khi đã bị cú xoáy của tai hoa mi nhưng rất may với chiều hài có thể tăng tốc chạy thì đê khi đã có thể chạy được nhưng với mít bao bào thì mít bao bào đang hơi mệt mỏi mít bao bào đang mít bao bào mít bào cú đấm của mít bao bào cú đấm của Mr. Bảo, cú đấm của Mr. Bảo, nhưng Mr. Bảo đấm luôn. Tầm này gặp uh, Q cầm 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 ta Tachi gặp tầm Tachi đấm luôn. Đó là hợp lý đến từ vị trí báo. Nên nhớ Quy không sợ bất kỳ một vị tướng nào bên phía thiếu nhì ở thời điểm hiện tại. Đến thậm chí cả thời điểm late game, ngoài Esu ra thì Mr. Bảo sẽ đấm hết. Ở giai đoạn tiếp theo thì cần một cái đào nhanh dành cho Quy để có thể cân kèo với những con bài hồi phục tốt như Tachi hay là luba lubu hay thậm chí đó là ao như vậy là lại một lần nữa thì, thì bên phía ngũ đại bút bẩn họ đánh rơi thế trận vào tay thiếu nhỉ. đang là rất khó khăn một cú đấm không được đến từ vị trí mr bao à đâu mr báo đúng là cái tên của anh ta rất cáo trồn nhưng con bùa con bùa được giữ lại ở mr báo còn rất thấp máu đó là quỳnh cục lướt ra vào ào ra ào vào như trốn không người đến từ vị trí của đó là tài họa Bi. nhưng cuối cùng thì ta chi trong tay quỳnh cục cũng phải nằm xuống với một pha bão phi tiêu chuẩn đến từ vị trí của tua tu ba đã có mạng hạ gục đầu tiên nên nhớ ta chi ở giai đoạn lết game cực kỳ sợ tu với con bài hai ra tề ở thế trận lết game thì cả hai bên đều là cân kèo nhưng đây là việc nên chơi họ đang chơi được aoi có chiêu cuối nhưng lubu thì không lubu có chiêu cuối nhưng chiêu cuối nó không thể chạy được mà đó là chiêu cuối để có thể bật lên đó là một tí hút máu cùng với ít tốc đánh cũng như là sát thương nhưng cuối cùng với quy như tôi đã nói thì ở thời điểm này quy có thể đấm mọi đối thủ quy rất khỏe ở giai đoạn đầu game cũng như là giữa game và thậm chí gọi là không ngán bất kể một vị tướng nào ở trên bản đồ ở thời đại ở giai đoạn đầu game cũng như là giữa game và báo đang rất hổ báo mr báo à mr báo đang rất hổ báo anh ta đã có dìu rồi hai không hai không bằng với kda của aoi nhưng ở thời điểm này aoi cũng rất khó để có thể hạ gục được vào vị trí của quy mặc dù lượng vàng đang là trội hơn 300 vàng nhưng với dìu như vậy là một tình huống tại họ bị sẽ đắp chiếu rồi tại họ bị sẽ bị ăn một cú đấm nhưng cái trụ đã bị bắt đi ở đường dưới nhưng lần này thì aoi đang quá khỏe khỏe aoi muốn chơi đang quay tay đến từ vị trí của lăng Tà long anh, nhưng cuối cùng vẫn hạ gục được vào vị trí của lăng Tà long Cẳng. nhưng mr báo đã làm việc còn lại trọng lóc đang bị dí bởi đó là quyết tập yêu rất may dành cho lóc cóc rằng quyết đang hơi vội trong tình huống rồi và thậm chí quyết sẽ mất luôn cái trụ ở đường trên một tình huống bỏ nhà ra đi có lẽ không hợp lý tí nào đến từ vị trí của quyết tập yêu anh ta đã bỏ lính không đép lính ở trong những trận đấu đình cầu đình thì việc những cái trụ sẽ là quan trọng hơn bạn có thể di chuyển cũng được nhưng nhớ là phải đẩy trụ à, phải đẩy lính một tình huống mà quyết có lẽ hơi chủ quan như vậy là một tình huống mất trụ hơi lãng phí đến từ vị trí của quyết tập biểu và pha đi xuống gành đó cũng không có quá nhiều tác dụng mặc dù có điểm hạ gục lạ hơn như vậy là bên phía ngũ đại Búc bẩn vừa rồi đã vượt lên với một điểm hạ gục nhưng điều họ cần làm bây giờ đó là sự kiểm soát lại thế trận ở đường giữa thế trận ở đường giữa đang là rất 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 một chiều quỳnh cục vẫn đang lên rất cao so với lily cùng với đó là dk khi hạ mi đã thấp máu rồi ở kèo đấu giữa kỳ vật ui có vẻ là dk khi phải tốc biến lên khỉ đánh hình như nó không được tỉnh táo khi ích ký nên để chiêu hai lại nhưng đây là tình huống mà mr báo đã thể hiện sức mạnh của mình quỳnh cục là người tiếp theo họ đang chào lên như tôi đã nói thì tâm này đấm đi tâm này là quy đấm đi gặp thằng nào bữa luôn quá mạnh quy giờ phải khỏe vách cả bìu ra như vậy là quy đúng như tôi dự đoán thì quy sẽ lên đào trước quy đã lên đào rồi tâm này thì thôi gặp là bữa thôi gặp ta chi bữa ta chi gặp thằng nào cứ bữa thằng đấy luôn không phải xoắn mina che mina che những con lính hợp lý đến từ vị trí của lily và tài Hạ mi đang núp đây. đấy cả khi cần đẩy tôi lính minh nhanh để qua để hỗ trợ những người đồng đội mình có thể tấn công tiếp hoặc là lấy những cái trụ mít này không như vậy là quyết định của họ là ăn con cái sờ này con cái sờ này nó không thực sự quá mạnh nhưng không sao bây giờ họ có thế trận rồi tầm này đã đã bừa tầm này gặp đi đánh nhau rồi tầm này ăn con bùa xong là qua đi kiếm người đánh nhau bây giờ nếu như bitter báo không làm điều đó nhanh hơn mà để đối phương kiểm soát lại thế trận thì sẽ gặp rất nhiều bất lợi nhưng đây là tình huống mà lily bắt được vị trí của tài hòa mi hòa mi hòa mi né được cái chiều cuối của dk khỉ một tình huống không được quá nhạy bén đến từ vị trí của dk khỉ một cú đấm đến từ vị trí của bao 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 không bao như vậy là ở trong trận đấu này thì có tới hai hai người chơi đều có một cái tên của các động vật đó là dk khỉ và mr báo báo và khỉ nhưng lần này thì khỉ đã đi rồi khỉ gặp cú to đã phải nằm xuống và báo ở trên thì vẫn đang muốn chơi vào quỳnh cục báo 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 nhà báo báo ui cú quay đấy nếu như tôi đang không hiểu tại sao lily không chơi chiều cuối luôn một pha chiều cuối một pha combo đấm vào tường đến từ vị trương quy, sẽ bóc hơi ngay tại họa Mỹ nhưng rất may tại họa Mỹ đã gặp phải một em gái chưa thực sự là quá hay với con bài mina này cả hai bên cả hai người chơi qi cũng như là lily đều có chấm dành như vậy là chọc cô mùa bà chọc lóc chọc lóc đang muốn ăn con mùa đỏ một cú ném bom tốt đến từ vị trí của khỉ dính được hai người chơi trụ lực nhưng lượng đàm nó không quá nhiều bây giờ vẫn đang là một lối lên đồ không thực sự quá hiệu quả đến với những người chơi đó là ích tôi cũng đã chơi rất ích kỳ rất nhiều nhưng việc lên mặt nạ Berlin thì nó không thực sự phải là quá thể hiện sức mạnh của ích kỳ việc nhiễu vào những vị tướng tanh cờ nó gần như là vô dụng đối với một con bài ích này nó không thực sự quá nhiều sát thương ích nên chơi lên cho mình ui nhìn thiên cày thuê đánh nó tự tin là như thế nào một pha băng vào cấu đi rất nhiều máu đến từ ba thành viên bên phía đó là ngũ đại búp bẩn thiên cày thuê đang đánh quá là lướt với con bài đó là ao ý. và lần này thì tài hoa mi cũng là lướt không kém nhưng tú bà đã có được việc rồi một pha sấy tốt đến từ vị trí của tú bà hạ gục được quỳnh cục và phương bú quỳnh là phương ti quỳ nhưng chọc lóc thì vẫn còn đây Mr. báo 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 rồi báo có chiêu cuối không, không đó là băng xương báo 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 không phải nằm xuống trong tình huống này nhưng cái trụ thì nó đã mất đi dần dần rồi và một trụ bậc thêm đứng giữa dành cho đó là tem thiếu nhỉ họ đang đánh quá lả lướt với những người chơi như tài hoa bì cùng với đó thiên cày thuê và sự chắc chắn của chọc lóc còn đường dự còn bên phía ngũ lại búp bẩn thì có lẽ cần nhiều sự tỏa sáng hơn mr tờ báo rất sành nhưng lượng vàng nó không quá nhiều so với đó là khiên tài thuê. và thậm chí đang bị dẫn tới gần hai ca vàng đâu như vậy là một ca vàng lily lily đang hơi yếu lily ui nhìn lily kiểu như lily tí nữa thì rồi đắp chiếu họa mi đấm được vào vị trí của khỉ khỉ đang phải bỏ chạy nhưng báo thì không báo hâu được không như vậy là móc được vào vị trí của tài nhưng tài lướt về đơn giản ao nhây đó là thiên cày thuê vào vị trí của hat viết chi kích viết chi kích không bắn ra nếu như pha đó là một pha bắn gọi là xương xương thì rất có thể khỉ sẽ phải bóc hơi ngày hôm nay báo và khỉ đang lại phải vật lộn với tem thiếu gì. một game đấu khó khăn nữa dành cho hai thần đồng búp bẩn tầm này thì rất khó rồi tầm này lại một lần nữa chúng ta cùng trông chờ vào quyết quyết tập yêu với con bài zuka ở trong trận đấu trước đó thì quyết đang rất tỏa sáng với con bài zuka và tí nữa thì anh đã làm được việc rất đen tại họ mi muốn chơi nhưng có lướt ở đây mina mina trong tay lily nó không được nhạy bén nếu như đó là một tình huống có giải hay thậm chí chiêu cuối luôn thì tại họ mi sẽ gặp rất nhiều điều nhưng đây là một em gái chúng ta không đòi hỏi được quá nhiều nên nhớ nếu như cái lúc mà flash lướt về mà chúng ta có thể choáng được hay có thể khiêu khích được thì chắc chắn sẽ là đắp chiếu khi chiều là không còn Phở lát rất sợ những con bài Nó có một cái chiêu gì đó Chẳng hạn như là câm lặng Hay là khiêu khích Hay là choáng Nhưng đây là tình huống solo kill của Mr. Bao Mr. Bao đã không nhầm Mr. Bao Mister đã thành công một pha solo kill Như tôi đã nói thì ở thời điểm này cái Thời điểm mà vẫn còn được chơi điện tử Và cũng như vẫn còn một tí sức mạnh Thì quý y nên đánh mạnh đi Đập la bửa, bây giờ tím người đi, núp lùm đi, kiếm người bửa nhau đi ở đường trên thì một mình chọc cùng với Quỳnh Cục đang quá lộng hành ở đường dưới này. Một pha bắn trượt của chọc lóc. Một đội hình đang quá vững dành cho bên phía thiếu nhì. Họ có một Quỳnh Cục, một chị gái. Mặc dù không bốn nhưng vẫn đang rất tự tin. Cái điều đấy tôi rất thích ở những người chơi SB. Chúng ta chết cũng được. Nhưng mà chúng ta phải lấy sai. Và bây giờ Quỳnh Cục ơi, Tu Ba, Tu Ba một tình huống mà tu ba đang hơi ảo mà nhưng không sao quyết đã gục được vào vị trí của tiên kế thuê và quỳnh cục đã một lần nữa thể hiện sức mạnh của mình đó là không sợ chết và cuối cùng đã chết thật một tình huống rất lang quang đến từ vị trí của quỳnh cục với một kda 0 5 một một tình huống mà còn rất thấp máu rồi nhưng vẫn cố gắng để ở lại để cứu những người đồng đội của mình cho thấy cái cách sống và con người của kinh cục là tốt đẹp đến như nào chơi game cũng giống như ở ngoài đời những người mà luôn luôn hy sinh cho những người đồng đội là rất là tuyệt vời giống y hệt thầy giáo ạc và có những người chơi game thì rất là chắc cốp và chỉ lo cho bản thân mình thôi họ luôn luôn ks ép mạng và thể hiện sức mạnh và luôn luôn bỏ chạy trong các trận đấu hy sinh cuối cùng quyết quyết kiếm được vào vị trí trọng. chí mang lật keo trăng ht đang đến ht đang đến tú ba tú ba nhưng cuối cùng thì vương tq đã có mặt để hạ gục được vào vị trí của quyết tập yêu nhưng không sao họ đã dám đánh và họ đã đánh được họ đã làm được những điều mà họ chưa dám làm lượng vàng đang là cân keo và lần này thì họ muốn chơi vào vị trí đó là tu ba quá lỗi game rồi một nhảy thôi một nhảy và sau đó là một chiêu cuối và là là bốc hơi đến từ vị trí của tu ba tôi đang không hiểu gì sẽ điều gì xảy ra với tu ba nữa nó quá ảo mà với con bài a uy này có lẽ nếu như muốn né đàm chiều của con bài ao này thì có lẽ các bạn nên né cú nhảy trước chứ đừng để cú nhảy nhưng đây là quyết tập yêu muốn win đến từ vị trí của phương bú bẩn phương thôi bỏ mẹ rồi đúng là phương bú win rồi ông thần bú win phương ti quy một tình huống có lẽ rất ngô nghề và ngông nghênh và ngốc nghếch đến từ vị trí của phương ti quy nhìn rất buồn cười một tình huống mà có lẽ nếu như những người chơi bậc bạch kim hay tinh anh họ cũng có thể tư duy ra rằng pha đó sẽ bị hết lính và phải bỏ về nhưng với phương Tỳ quỳ thì là bảo không tôi muốn win sớm nhưng mà những điều gì đó dễ dàng quá thì rất khó để có thể thành công và bây giờ chọc lóc đang muốn bắn vào vị trí của lily lily bắn bị bắn rất đau trong những pha combat thì lily, lily đang bị bắn qua đầu và lily không thể combat được những cú bắn của chọc lóc là chất lượng một cú lướt lên lướt xuống thể hiện sức mạnh đến từ vị trí của tài họa mì một pha lướt để có thể trách sai nhưng còn Kaiser sờ vẫn ở đây nhỉ bây giờ chúng ta cần rất nhiều nhưng pha tình huống này thì du ca cũng đã thấp máu rồi hy vọng có thể đạt được đây là tình huống mà tình huống mà quyết đang có đó cho mình đó là đó là cột Kaiser. sơ cột cai thuộc về chọc lóc cọc qua điện dành cho bên phía búp bà búp bản rồi họ đang búp bản rồi nhưng lần này thì tú không thiên không vướng được vào vị trí của Tuba. lần này thiên thiên vẫn chạy ra ngoài được zuka zuka hạ gục được vào vị trí của đó là tai họa bi nhưng chọc 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 lóc cọc không được rồi như vậy là bốn đánh ba và một con cây họ có thể họ có thể nhưng đây báo về thôi báo ơi về thôi báo ơi về thôi báo ơi quyết rồi quyết rồi quyết rồi quyết bật chiêu cuối bỏ chạy bỏ mẹ rồi bỏ mẹ rồi nhưng đây là tình huống đây là tình huống mà thôi có lẽ có lẽ có lẽ có lẽ thiệt quyền thay đổi quyết sớm đợi quyết sớm Đòi quyết sớm đợi quyết sớm đợi quyết sớm cay sơ thôi cay sơ thôi có cay sơ đang đập nhà có cay sơ đang đập nhà chọc 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 lóc cọc chọc lóc cọc chọc 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 làm sao đây bắt trúng không có che quyết không win được rồi chọc vào chơi không chơi không chọc đòi win à đòi win à ra rồi cây trụ cái trụ kia bỏ mẹ rồi cây trụ thôi búp bẩn rồi không hiểu tại sao lại biến về trong tình huống vừa rồi chưa chưa, chưa chưa